Thông tin từ Ban chỉ đạo phòng chống Covid-19 tỉnh Bến Tre cho biết, trong 12 giờ qua, từ 18 giờ ngày 17 tháng 8 đến 6 giờ ngày 18 tháng 8 năm 2021, tỉnh Bến Tre ghi nhận thêm 27 ca dương tính mới. Trong đó, ổ dịch tại một công ty ở khu công nghiệp An Hiệp ghi nhận 19 ca. Các trường hợp này có địa chỉ cư trú tại huyện Châu Thành 13 ca, huyện Chợ Lách 3 ca, huyện Mỏ Cày Bắc 1 ca và thành phố Bến Tre 1 ca. Một ca là người An Giang làm việc tại công ty. Huyện Ba Tri ghi nhận 6 ca, có địa chỉ cư trú tại thị trấn Ba Tri 5 ca, xã An Bình Tây 1 ca, sàng lọc bệnh viện phát hiện dương tính, chưa được cách ly y tế trước đó. 2 ca là người ngoài tỉnh được test nhanh cho kết quả dương tính tại chốt cầu Rạch Miễu. Trong số 27 ca mắc mới, có 24 ca ghi nhận trong các khu cách ly phong tỏa, 3 ca phát hiện ngoài cộng đồng. Cộng dồn số ca dương tính toàn tỉnh là 1.416 ca, cộng dồn số tử vong 30 ca, cộng dồn ra viện 772 ca. Vì sức khỏe và tính mạng của chính chúng ta, mỗi người hãy tự coi mình là một chiến sĩ trong cuộc chiến chống lại Covid-19.